Vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, xã hội ngày càng hiện đại thì thời gian của chúng ta dành cho công việc ngày càng nhiều hơn. Cùng với đó thì chắc chắn rồi, thời gian dành cho những bữa ăn gia đình cũng bị thu hẹp lại. Tuy nhiên, nếu biết cách sắp xếp cùng với sự hỗ trợ của những thiết bị nhà bếp thông minh thì điều này sẽ không còn là một khó khăn nữa. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của Hoa hậu Thu Thủy để biết được cách mà chị sắp xếp thời gian dành cho bữa cơm gia đình như thế nào. Thưa chị Thu Thủy, được biết rằng là ngoài việc hoạt động nghệ thuật thì chị còn tham gia cả hoạt động kinh doanh nữa. Vậy thì với một quỹ thời gian khá là hạn hẹp như vậy, việc vào bếp đang chiếm khá nhiều những thời gian trong quỹ thời gian rất là ít ỏi của chị em phụ nữ ạ? Không, thực ra thì ngày xưa nếu như mà ai mà nghĩ đến chuyện là phải nấu ăn hàng ngày ấy và vào bếp hàng ngày thì đó là chắc là một cái áp lực rất là lớn, đi chợ nấu ăn. Nhưng bây giờ đối với người phụ nữ thì với người phụ nữ hiện đại thì cái áp lực đó được giảm rất nhiều. Các cái công nghệ và máy móc cũng như là thiết bị nhà bếp bây giờ cũng giảm tải và giảm cái áp lực cho chị em phụ nữ rất là nhiều. Vậy thì bản thân Hoa hậu Thu Thủy, chị đã trang bị cho không gian bếp của mình như thế nào ạ? Cái thiết bị mà mình sử dụng ấy thì đầu tiên là không thể không kể đến đó là bếp. Bởi vì một cái bếp an toàn rất là quan trọng. Và cái bếp ấy, nó quyết định rất là nhiều. Bởi vì là khi mà bạn nấu một cái món ăn ấy, cái nhiệt độ của bếp, nhiệt độ của cái nấu ăn ấy, nó quyết định rất là nhiều. Vì nhiều khi là bạn nấu một cái món gì đấy, ví dụ như món hầm, hoặc là món rán, hoặc là món xào, nếu như mà nhiệt độ không đủ, hoặc là nhiệt độ không được điều chỉnh đúng theo cái nấc, ví dụ như là nấc vừa hay nấc mạnh ấy, thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái món ăn của bạn. Và một trong những cái thương hiệu mà mình tìm đến ấy, đó là thương hiệu Braun của châu Âu, thương hiệu có lẽ là hàng đầu số 1 của châu Âu của đến từ nước Pháp. Hiện nay có rất nhiều những thương hiệu nhà bếp chiếm được cảm tình của khách hàng. Vậy thì lý do nào mà chị lại quyết định sử dụng những thiết bị bếp thông minh của Braun? Bởi vì là mình thấy rằng là thứ nhất là nó rất đẹp đã. Mình là cái người thích thẩm mỹ, làm cái gì cũng phải đẹp. Yếu tố thứ hai như mình nói là yếu tố an toàn. Bởi vì những cái sản phẩm, đặc biệt sản phẩm nhà bếp theo chất lượng châu Âu ấy, thì bao giờ cũng tạo cho cái người sử dụng một cái cảm giác rất là an toàn. Một cách khái quát nhất thì chị đánh giá như thế nào về những thiết bị bếp thông minh của Braun? Mình rất là hài lòng. Và mình có, nếu mà dùng 3 từ để miêu tả thì mình nói lại rồi. Đó là thứ nhất là đầu tiên là thẩm mỹ. Nó tạo cho mình một cái sự hứng thú. Và bạn có hứng thú thì bạn mới tạo ra được những cái món ăn ngon và tạo ra được một cái môi trường, một cái không khí gia đình ấm áp và êm ái để cho bạn ở trong cái môi trường đó. Thứ hai đó là cái yếu tố an toàn. Và thứ ba đó là cái sự chính xác của những cái sản phẩm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ về kinh nghiệm trang bị cũng như là sử dụng thiết bị nhà bếp của Hoa hậu Thu Thủy. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin thật sự hữu ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.